xin chào các anh chị và các bạn chào mừng các anh chị đến với kênh cây cỏ với cuộc sống đây là kênh mà tôi sẽ chia sẻ kiến thức về các loài cây của việt nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cây ích mẫu cây ích mẫu còn gọi là ích mẫu thảo sung úy chói đèn thuộc họ hoa môi ích mẫu hiện nay chủ yếu mọc hoang thường thấy ở ven suối ven sông nơi đất cát còn mọc hoang ở ruộng hoang ven đường Gần lên một số nơi đã bắt đầu trồng để làm thuốc Từ lâu phía ích mẫu được nhân dân ta dùng chữa bệnh phụ nữ Nhất là đối với phụ nữ sau khi sinh nở Thường ích mẫu dùng trong trường hợp đẻ xong bị rong huyết Chữa viêm, niêm mạc dạ con, kinh nguyệt quá nhiều Còn dùng chữa huyết áp cao, thuốc bổ huyết Các bệnh về tuần hoàn cơ tim, thần kinh của tim, chứng tim hẹp, nhẹ, chữa lị Quá ích mẫu dùng với tên sung úy tử làm thuốc thông tiểu, chữa phù thủng, thiên đầu thống, dùng ngoài thân và quả ích mẫu giã đắp hay sắc lấy nước rửa, chữa một số bệnh như sung vú, chốc đầu, lở ngứa. Ích mẫu có khả năng trục ứ huyết, sinh huyết mới, hoạt huyết điều kinh, những người có đồng tử mở rộng không nên dùng. Bạn cần cân nhắc giữa lợi ích của việc sử dụng ích mẫu với nguy cơ có thể xảy ra trước khi dùng. Tham khảo ý kiến tư vấn của thầy thuốc hay bác sĩ trước khi sử dụng vị thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.